được gặp lại quý vị trong chương trình Tạp chí Ngân hàng trên kênh truyền hình FPNC. Và như thường lệ, trước khi đi vào phần tin chi tiết thì xin mời quý vị cùng điểm qua những nội dung nổi bật ngay sau đây. Từ ngày 31 tháng 3, dừng ký hợp đồng gói 30.000 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng quý 1 đạt 1,54%. Dự trữ ngoại hối Việt Nam đã đạt mức 40 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước vừa qua đã chỉ đạo các ngân hàng dừng ký hợp đồng mới cho vay mua nhà gói 30.000 tỷ đồng kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2016. Nguyên nhân là do gói tín dụng này đã được tiêu thụ hết. Ngày 28 tháng 3, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn hỏa tốc gửi 19 ngân hàng thương mại tham gia cho vay mua nhà theo gói 30.000 tỷ đồng. Theo đó, từ ngày 31 tháng 3, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu dừng ký hợp đồng mới với toàn bộ các khách hàng của chương trình do gói chính sách này đã tiêu thụ hết định mức cho phép. Cụ thể, tính đến ngày 10 tháng 3, các ngân hàng đã cam kết cho vay 30.122 tỷ đồng đối với hơn 46.000 khách hàng. Như vậy, với quyết định này sẽ không có thêm khách hàng được hưởng gói 30.000 tỷ đồng trong thời gian tới. Gói vay 30.000 tỷ đồng vốn nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận ngay từ khi ra đời vào năm 2013, giữa lúc thị trường bất động sản đang ở đáy của cuộc khủng hoảng kéo dài từ giữa năm 2011. Tuy nhiên, sau 3 năm, gói tín dụng này liên tục phải điều chỉnh từ điều kiện, đối tượng vay vốn, lãi suất cho đến thủ tục xác nhận. Tính đến hết quý 1, tăng trưởng tín dụng của các tổ chức tín dụng đạt 1,54%, tăng nhanh so với con số 1,25% của cùng kỳ năm trước, theo công bố của Tổng cục Thống kê. Cũng theo số liệu công bố, tính đến thời điểm 21 tháng 3 năm 2016, huy động vốn của các ngân hàng thương mại tăng 2,26%, rất nhanh nếu so với cùng kỳ năm 2015, thời điểm tín dụng chỉ mới tăng được 0,94%. Các số liệu thống kê đưa ra trong bối cảnh đang có cuộc chạy đua lãi suất huy động vốn giữa các ngân hàng, mốc lãi suất là 7,5% một năm với tiền gửi kỳ hạn 12 tháng đã xuất hiện tại một số ngân hàng. Dù vậy, với mức tăng trưởng huy động quý 1 năm nay khá hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, nhiều ý kiến phân tích cho rằng cuộc đua lãi suất sẽ sớm hạ nhiệt. Kính thưa quý vị, thông tư 36 với chủ trương kiểm soát chặt hơn dòng vốn tín dụng từ ngân hàng chảy vào bất động sản mà mấy tuần qua đã làm dấy lên không ít ý kiến trái chiều. Có điều là những ghi nhận gần nhất của chúng tôi đang cho thấy dường như những quan điểm ủng hộ cũng không hề nhỏ. Trong đó thì có cả những người đang được cho là đối tượng sẽ chịu thiệt khi những sửa đổi này chính thức được ban hành. Thống kê cho thấy đến cuối năm 2015, dư nợ cho vay đầu tư, kinh doanh bất động sản đã tăng đến 26% so với cuối năm 2014. Nếu tính cả đầu tư trái phiếu doanh nghiệp cho lĩnh vực này, thì tổng dư nợ cho bất động sản là 478.000 tỷ đồng, chiếm hơn 1/10 tổng dư nợ toàn hệ thống và chiếm hơn 22% tổng dư nợ trung dài hạn. Không chỉ thế, tín dụng trung dài hạn cũng đang tăng rất nhanh những năm gần đây. Đến năm 2015 đã chiếm gần 50% tổng dư nợ. Tuy nhiên, khi tín dụng trung dài hạn tăng mạnh lại tạo áp lực lên huy động vốn, tức là đẩy mặt bằng lãi suất tăng lên, và IMF mới đây đã cảnh báo Việt Nam về tăng trưởng tín dụng cho bất động sản. Thế nhưng khi thông tư 36 dự kiến sửa đổi theo hướng kéo tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ 60 về 40% và đẩy hệ số rủi ro cho vay bất động sản từ 150 lên 250%, thị trường đã xuất hiện không ít phản đối. Dù vậy, quan điểm ủng hộ các thay đổi này cũng không hề ít, và đặc biệt lại đến từ chính những đối tượng được cho là sẽ chịu thiệt khi quy định mới có hiệu lực. Tín dụng bất động sản hiện tại được các ngân hàng đổ vào thị trường bất động sản rất nhanh, rất nhiều. Và có thể từ cái tín dụng bất động sản như thế mà nó lại đóng góp cho cái vấn đề làm cho cái thị trường bất động sản sôi động nữa. Và chính như thế nó đưa ra một cái rủi ro cho hệ thống ngân hàng. Với tư cách là cá nhân thì quan điểm của tôi ủng hộ cái vấn đề là dự thảo điều chỉnh cái thông tư 36. Nó có hai cái vấn đề. Cái vấn đề đầu tiên là cái vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn điều chỉnh từ 60% xuống 40%. Tôi cho rằng cái vấn đề này về lâu dài nó sẽ ổn định được nền kinh tế. Và khi nền kinh tế nó vĩ mô nó ổn định thì thật ra nó làm cho thị trường bất động sản tốt hơn trong tương lai. Mặc dù hiện tại ngắn hạn chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới thị trường bất động sản. Thứ nhất là về phía ngân hàng và cũng là ngân hàng của các doanh nghiệp. Thì đương nhiên là với cái thông tư, với những cái điều kiện nó siết chặt hơn này là bản thân của tôi không thích vì lý do là tôi sẽ thu kém chi phí hơn nhiều hơn, chi phí thanh khoản sẽ phải nhiều hơn, và rõ ràng là cái trong điều hành chính sách tín dụng của tôi sẽ bị chặt chẽ hơn. Nhưng mà đây là một cái điều kiện không thích nhưng mà chúng tôi tự giác cả. Thực vậy, ngành ngân hàng cũng không được phép đối mặt với trạng thái rủi ro quá mức do tập trung đầu tư vốn cho một hoặc một số ít lĩnh vực rủi ro. Người đại diện của doanh nghiệp bất động sản Lê Thành cũng cho rằng, còn khoảng 10 tháng nữa thì dự kiến thông tư 36 mới có hiệu lực. Đây là khoảng thời gian đủ cho thị trường giảm sốc. Ngoài ra, xét về dài hạn, những quy định này sẽ gián tiếp giữ lại nhà phát triển bất động sản mạnh và đào thải những doanh nghiệp yếu kém.
ngân hàng khi eo hẹp nguồn tiền cho vay lúc đó cũng sẽ phải chọn lựa khách hàng kỹ hơn. Điều này cũng giúp hệ thống ngân hàng lành mạnh hơn về lâu dài. Như vậy, vốn cho bất động sản vay có eo hẹp hơn hay không? Và ngân hàng khó tính hơn có khiến mặt bằng lãi suất cho vay đối với khu vực này tăng lên hay không? Thực ra nói, bây giờ dư nợ tín dụng trong danh mục tín dụng của toàn hệ thống đã có khoảng 8%. Và cứ giả sử tất cả các ngân hàng đều 8%, thì cái 250% nó chỉ chắc tác dụng đến 8% thôi. Và như vậy thì hệ số K của các ngân hàng hiện nay, ví dụ các ngân hàng như là ông CB có khoảng 8%, thì chúng tôi đã tính toán tác động thì cùng lắm nó đạt được khoảng 10%. Nó rất xa so với hệ số K của ngân hàng như hiện nay được. Và chúng tôi vẫn tự nhiên cho các ngân hàng cách thị trường, không quan trọng được. Đối với cái vấn đề mà đưa cái nâng cái tỷ lệ rủi ro của bất động sản từ 150% lên 250%, thì theo tính toán của tôi thì nó sẽ làm tăng cái lãi suất cái vốn mà khi cho vay ra, thì chắc chắn nó cái lãi nó sẽ tăng lên khoảng 1%. Nhưng mà với hiện nay cái nền kinh tế chúng ta mà lãi suất hiện nay đối với bất động sản, tôi cho rằng dao động từ 10 đến 12% để vay kinh doanh bất động sản vẫn phù hợp. Và đặc biệt trong tình trạng hiện nay là bất động sản đang rất là tốt. Gần như có thể nói là có thể xảy ra trường hợp sốt nóng mà dự báo có nguy cơ xảy ra bong bóng vào cuối năm 2017. Nhìn từ các nguồn vốn khác có thể thấy thu hút FDI vào bất động sản 2 năm gần đây đều ở mức khá. Kiều hối cũng vậy. Do đó theo Ngân hàng Nhà nước, đã đến lúc khu vực bất động sản cần tự đi bằng chân của mình. Nguồn vốn tín dụng trung và dài hạn cần phải dành để cho nhiều khu vực kinh tế khác, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội. Ngoài ra vẫn còn đó các quỹ tín thác, quỹ đầu tư bất động sản muốn rót vốn vào các dự án, miễn là các chủ đầu tư sẵn lòng. Tôi nghĩ đây là một cái cơ hội tốt cho những nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Từ vì quan điểm của chúng tôi trước đây thì những cái công ty Việt Nam họ đã dựa vào cái vốn vay từ ngân hàng rất là nhiều. Hơn 90% là dựa vào vốn vay và họ không cho những cái quỹ đầu tư vào vì họ nói rằng là tôi có thể đi mượn tiền nhà băng 10%, trong khi đó những cái sự đòi hỏi của những cái quỹ đầu tư có thể là 18-20%. Nhưng cái đó là một cái không có được cân đối và nó lệ thuộc rất là nhiều vào những cái chính sách của ngân hàng hoặc là tỷ lệ lãi suất. Trong khi đó quỹ đầu tư khi mà họ đã đầu tư vào một cái doanh nghiệp rồi đó thì cái tiền nó nằm ở trong đó. Về phần ngân hàng, thông tư 36 có thể gây thiệt hại ngay trước mắt, nhưng về lâu dài khi chuẩn mực an toàn vốn và tiềm lực tài chính của hệ thống ngày càng nâng cao, thì cơ hội để tiếp cận vốn giá rẻ hoặc tìm kiếm lợi ích trong giao dịch với đối tác ngoại là điều có thể nhìn thấy được. Khi mà giao dịch đối ngoại với cả các ngân hàng nước ngoài và tài chính thế giới, thì một trong những cái điều mà chúng ta rất là được khi mà cứ nói chuyện với cái câu chuyện là cái việc đạt được cái chuẩn này. Và chúng tôi thì thực sự vốn rất nhiều tiền cho các ngân hàng nước ngoài thực hiện các cái việc như là cần phơ một KLC hoặc là trong các khoản vay thương mại mà hiện nay ngân hàng Mô Sơ được cả hai tổ chức lớn là IFC và IDB tài trợ với những mức khoảng gần 200 triệu đô hạn mức. Thế nhưng mà lãi suất bao giờ chúng tôi cũng phải vay thấp hơn các cái nước trong khu vực khoảng 1.5-2%. Lý do rất đơn giản là cái hệ số về an toàn của ngành ngân hàng Việt Nam đang còn đang thấp. Như vậy có thể thấy đã đến lúc bất động sản đã dần có thể tự đi bằng hai chân của mình và ngành ngân hàng trong tiến trình hội nhập toàn cầu cũng cần tuân thủ nhiều chuẩn mực cao hơn thế nữa. Kính thưa quý vị, các ngân hàng, công ty bảo hiểm đang mạnh tay gom trái phiếu chính phủ kỳ hạn dưới 5 năm trước khi room phát hành loại trái phiếu này của kho bạc nhà nước cạn hết. Theo kho bạc nhà nước, tính từ đầu năm đến ngày 24 tháng 3, cơ quan này đã bán gần 67.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong kế hoạch phát hành 220.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm nay. Trong đó các trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm và 5 năm được nhà đầu tư mua nhiều nhất. Các tổ chức tín dụng nhận định với tiến độ hiện nay, kho bạc nhà nước sẽ nhanh chóng hoàn tất kế hoạch phát hành 30% hạn mức trái phiếu chính phủ dưới 5 năm trong kế hoạch năm. Theo các chuyên gia, các ngân hàng nhanh tay gom trái phiếu phần vì đang rất dồi dào tiền do nhu cầu giải ngân tín dụng ra thị trường trong quý 1 chưa nhiều, phần vì trữ thanh khoản cho ngân hàng. Việc phát hành thuận lợi khiến lãi suất trúng thầu kỳ hạn 5 năm giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2015, trong khi kỳ hạn 3 năm xuống đến mức thấp nhất kể từ khi được phát hành trở lại hồi tháng 11 năm 2015. Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng nhận định lãi suất trái phiếu chính phủ sắp tới có thể tăng nhẹ vì các ngân hàng sẽ đẩy tín dụng tăng trưởng trở lại. Một số nhà đầu tư có thể bắt đầu chốt lời trái phiếu trên thị trường thứ cấp. Và mỗi tuần một con số trong tạp chí ngân hàng tuần này, chúng tôi muốn đề cập đến con số 40 tỷ đô la Mỹ thưa quý vị. Đây là dự trữ ngoại hối của Việt Nam theo cập nhật mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước. Mức dự trữ này cũng là mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Đây là khoản dự trữ gồm có cả ngoại tệ và vàng. Trước đó vào tháng 4 2014, dự trữ ngoại hối Việt Nam đã là 35 tỷ đô la.
đến tháng 7 năm 2015 đã tăng lên 37 tỷ đô la Mỹ. Theo các nhà phân tích, dự trữ ngoại hối tăng nhờ niềm tin vào tiền đồng tăng lên, tình trạng đô la hóa và vàng hóa trong nền kinh tế giảm đi. Các ngân hàng vì vậy có xu hướng bán lại ngoại tệ cho ngân hàng nhà nước sau khi đã mua ròng từ khách hàng. Tuy dự trữ ngoại hối tăng, nhưng nhà điều hành chính sách tiền tệ đã dùng nhiều giải pháp trung hòa để tránh tăng cung tiền vào nền kinh tế, gây áp lực lên lạm phát. Dự trữ ngoại hối tăng không chỉ đảm bảo sự an toàn của nền kinh tế, mà cũng góp phần khiến vị thế quốc gia cũng cải thiện trong mắt giới đầu tư. Lãi suất phát hành trái phiếu của Việt Nam ra thị trường quốc tế năm ngoái đã giảm mạnh từ 7,2% xuống còn 4,8%. Vâng, và kính thưa quý vị, đến đây thì phần 1 của chương trình tạp chí ngân hàng kỳ này xin được khép lại, và trong phần 2 xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung nổi bật ngay sau đây. Chuyển và rút tiền tại ATM thuận tiện hơn giao dịch tại ngân hàng. Các ngân hàng trung ương loay hoay kích thích tăng trưởng kinh tế.